Chào mọi người, hôm nay mình hướng dẫn mọi người làm một select với JSON trong Flutter. Thì đầu tiên mọi người tạo mới một project trong folder lib file main.dat, thì có hàm main run my app. Rồi này mình tạo một cái home bay. Rồi mình copy cái home bay tới cái home này. Rồi tiếp theo là mình tạo một cái model. Này mình tạo cái box.dash. Rồi tiếp theo là mình tạo một cái network để request API. Rồi giờ mình đi tới JSON layholder để mình lấy một cái API. Đây mình kéo xuống. Ví dụ mình chọn cái API là box ấy. Đây mình copy hai cái item. Mình tới cái trang tạo model online là JSON Judas nè. Tạo model cho nhanh. Rồi mình thêm hai ngạch vuông nè, mình dán cái nãy vô. Ngay nãy mình bỏ dấu phẩy đi. Có dấu phẩy bị lỗi. Rồi mình thêm, mình ghi cái tên model là cái box, rồi mình ghi generate model nè. Đây có model nè. Mình nhấn vô này được copy nè. Rồi tiếp theo mình tới model này, để mình dán cái nãy nè. Đây dán. Đây mình có một model. Rồi mình tạo một cái request network. Này mình tạo một cái list box bạc box string response body. Rồi mình thêm cái model cho nó nè. Này là valid bằng json.decode nè. Respond body SQL vào cái list dynamic. Rồi mình thêm cái thư viện cho cái json này nè. Dat convert. Rồi. List photo à list box cho anh. Box bằng list.mark. Này là mình sửa là model nè. Box.fromJSON model to list. Rồi mình return cái vào cái box nè. Chỗ này box fromJSON là nó bên model này nè. Tiếp theo là mình tạo một cái hàm fetchBox future list box. Này fetch box sync. Này mình thiếu dấu ngoặc nè. Rồi mình tới file RAM để mình thêm thư viện http any bootget. Rồi mình tạo một cái final response bằng away. Mình import cái http vô. Import http này http luôn. Rồi mình lấy http mình chấm get. Rồi giờ mình thêm cái url cho nó, ul cho nó. Copy ul. Nếu mà respond.statuscode mà bằng 200 là thành công á, thì mình return cái compute bạc box. Rồi cái truyền vô respond.body. Rồi mình import cái compute cho nó là cái foundation. Import cái foundation có nghĩa là nếu mà thành công ấy, mình sử dụng cái compute này nè, mình lên cái hàm bạc box này nè, là nó bạc ra cái data cho cái thằng box này. Rồi ngoài ra thì mình true giờ cái lỗi cho nó exception request API error. Rồi xong, mình xong phần request API. Rồi tiếp theo mình tới hàm main nè. Rồi ngay nay mình tạo hai cái list cho nó. Ngay nay mình tạo hai cái list cho nó, list box. Rồi gạch box.
Rồi, lịch bot. Rồi, đây mình import cái mô đồ cho nó. Đây, mô đồ này. Này chấm phẩy. Rồi mình thêm một cái lick nữa là bot. Này là mình đỡ mình hiển thị. Click play bằng lick bot. Rồi khi mà mình khởi tạo cái state á. Đây, mình khởi tạo cái state á thì mình fetch cái API, mình sử dụng fetch bot á. Fetch bot bên cái network này nè. Fetch bot.den. Rồi khi mà có value á thì mình set state lại cho cái thằng gạch bot này chấm add on value, on value. Rồi cái thằng bot hiển thị này bằng cái thằng bot gạch bot chấm phẩy. Rồi chỗ cái builder này mình tạo cái scaffold này là app 3 title tag. Thì cái này letter nè, click view với JSON. Rồi đây body nè. Rồi giờ mình sử dụng cái click view để mình view cái data. Click view chấm builder nè. Này là item account nè. Là mình lấy cái bot hiển thị á. Click line mình chấm len. Này lên cộng 1. Rồi ngay này là cái build contact. Contact này là index. Rồi này mình return cái card cho nó. Trong cái card mình thêm cái child padding. Rồi mình thêm cái padding nha. Chấm only top là cho con 32, bottom 32, led 16, right 16. Tiếp theo là mình thêm cái child column row. Row cái chiều ngang thì mình cho nó ở đầu. Rồi cái children ngày này chấm phẩy. Rồi cái children mình thêm cái tag cho nó. Bot được lấy index.title. Rồi mình tìm cái style cho nó, text style, font size khoảng 22, font weight.border. Rồi. Rồi dưới đây mình thêm một cái tag nữa là mình hiển thị cái body. Đây cái tiêu đề nè, body nè. Ở dưới này mình cho nó là cái tag font bình thường đi, color.gray. Rồi. Giờ mình chạy cái này lên nè. Đây lúc đầu bạn thấy nó lỗi là do mình cộng 1 ngay nè. Bo cộng 1 đi. Rồi chạy lại nè. Đó mình có một cái leak data. Rồi tiếp theo mình tách cái card này ra riêng cho nó gọn nè. Rồi ngày nay nè. Get leak item index. Rồi mình có cái return card này ra nè. Này mình copy return card nè. Đây mình dán ngày này. Thì ngày nay mình return về cái trừ leak item thêm cái index vô. Rồi nó gọn này, nó như cũ nè. Chạy lại nè. Đó. Rồi giờ tiếp theo là mình thêm một cái sạch ba cho nó. Đỡ mà thêm một cái spa trên list thì ngay này các bạn thêm vô cái index nè bằng 0 á. Thì cái item đầu tiên á thì mình
làm cái search bar, mình hiển thị cái search bar. Rồi còn lại mình hiển thị cái list. Thì cái list này nó phải trừ đi một item đầu tiên. Thì giờ trên này nó thêm một item search bar nữa, thì mình cộng thêm một item nữa. Này hai dấu bàn mới đúng. Rồi này mình làm cái search, đang copy xuống cho nhanh. Đây là mình search bar nè. Rồi giờ mình làm cái view của search bar nè. Bạc bạc đinh này, bạc đinh on này mình cho 8 đi, này 16 á, thì cái sub 3 mình cho nó dài hơn xíu, 8 này chấm phẩy. Rồi cái channel là mình cho cái tag view decode inbox decoration, thì cái hình tag á thì mình cho nó là cái search. Rồi khi mà mình search chữ vô ấy, thì nó vô cái hàm on chain tag. Rồi mình coi cái view nó trước nè, cái search nè. Rồi tiếp theo mình lấy cái tag trong cái search, là cái tag mà lúc mà mình view vô ấy, thì mình lấy cái tag đấy, mình cho nó cái local viết thường ấy. Rồi mình xét lại cái style cho nó, là mình lấy cái thằng box hiển thị ấy, mình lấy cái kết quả search á, cái thằng hiển thị á, mình lấy cái thằng đầu tiên, thằng box này nè, mình quay nó. Rồi box title nè, bằng box chấm title chấm local. Rồi mình return giữa cái mà cái title mình nó trước cái tag mà search á, mấy cái title trong đây, mấy title này nè, là nó chứa cái tag mà mình search ở trên cái search bar á, thì mình return cái kết quả gì đó này chấm phẩy nè. Rồi nghe này chu click chứ, chả giờ cái click là chu click. Rồi giờ mình chạy lại nè, rồi tiến hành mình search nè, sunt nè, đây không có kết quả nè, vui nè, ES tơ này, một kết quả nè, này nhiều kết quả nè, ES tơ ES này, hai kết quả nè. Thì hôm nay mình đã hướng dẫn mọi người search một list view với JSON trong letter. Thì đầu tiên mọi người tạo một cái model nè, tiếp theo là tạo một cái network request API, tiếp theo là mình thêm cái thư viện request HTTP, còn trong hàm main là mình sử dụng cái list view builder để mình hiển thị cái item, từng item. Thì trong này mình build cái search bar nó nằm ở trong cái list view luôn nè, nên cái item đầu tiên á thì mình hiển thị cái search bar, nên ngay này mình trừ một item, ngay này mình cộng thêm một item nữa là tính item search bar vô luôn. Rồi chỗ này là một cái search bar nè, chỗ này là hiển thị cái list view nè, mình sử dụng cái card nè, bạc điên dưới column để mình hiển thị nè. Thì hôm nay mình đã hướng dẫn mọi người cách search một list view với JSON trong letter. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.